Hi guys, today I will show you how to make chamomile flowers from crepe paper. And from now, I will talk a little bit in English and Vietnamese just about plant and flower name. Chamomile is the daisy-like plant and also I think it's like medical plant. I like chamomile tea and is also thought to treat skin conditions. Okay, let's do it. Mình sẽ nói tiếng Việt một chút nha các bạn. Bông cúc lam mã này không chỉ dành để uống trà đâu mà còn làm đẹp da nên là có mặt trong nhiều dạng mỹ phẩm như là cái chai sữa tắm của mình đây dành cho bé nữa. Thì cũng có bông cúc lam mã. Thì bông này thì mình thấy là đẹp hơn là bông cúc họa mi của mình nên là hôm nay mình làm bông cúc lam mã. Rồi chúng ta cùng làm nhé.